Đây là căn nhà nhỏ của ông bà Bảy ở khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Ông tên Nguyễn Văn Đức, bà tên Nguyễn Thị Trọng. Cả hai ông bà đều 82 tuổi. Ông bị lẫn nên thường bỏ nhà đi lang thang. Bà thì bị tai biến mạch máu não nên không đi lại được và nói chuyện rất khó khăn. Hai ông bà sống nhờ tình thương của lối xóm. Chị Trang cho biết. Thì hai vợ chồng già đó 82 tuổi rồi. Bà này là bà thím của ông kia chú mà không ở, hai ông bà già không có con. Rồi con cháu có gì cho bà ăn lấy đó. Bây giờ nhà thì mấy tháng trước, năm trước á, là phường người mặt trận Tổ quốc nó cắt đâu 40 triệu mà nó thời tiết không, nó nóng quá. Chưa nắng gà thấy hai ông bà già nằm đó la nóng nóng rồi thấy tội. Ông lẳng đất của nhỏ cháu cũng cháu bà nữa. Ừ, bà bị tai biến mà nói không có nghe chứ á. Còn à bà. Con đi cháu cũng chơi. Ổng thì lãnh đó. Mà bà ổng như có lãnh chơi được 300 mấy người. Mẹ sáu mấy gần 700. Mà mạnh thường quân là giống như là cũng người quen không à. Chứ người lạ là chưa có. Quen như người bà con cháu rồi vòng vòng gần gần tới 200. Rồi có người cho nhiều nhất là 500. Rủ bả có chiếc thuốc rồi đó. Còn chiếc đó là phường có lên cắt tính cắt cái gói cước gói tới 80 triệu lận. Mà ổng không chịu. Thành ra là phường về rồi sau mấy tháng sau phường lên có dỡ vách cũ ra đắp vách mới này thôi thôi à, chứ cái nền này cũ của ổng hồi xưa giờ đó. Nhà lá. Rồi cái phường thấy vậy nhà tệ quá. Mà ổng không chịu ổng đuổi tên về rồi. Cái cắt vậy đó. Về thì phường lên là dắt đồ là phường mới làm lại với chi lợp trên. Ổng lẳng ổng nói ổng chết không biết bữa nào cắt chi ổng không cho tao cắt. Rồi sao rồi tao đi về rồi tao thấy cái nhà quá tệ rồi tao mới lên thấy thiết là gì đó. Lẳng là chắc này đi mất tiêu rồi đi kiếm không gặp đâu. Chút chạy ra đi lấy xem chạy em kiếm chứ có ai đâu, không có ai. Đi hoài vậy đó. Ổng nói bà này là má ổng. Ổng đi kiếm vợ ổng đâu có như vậy dây dưới á. Ổng lẳng ổng kêu bà này má không à. Chơi nó sớm bến đò gì dặn hết. Không cho ổng xuống đò nha. Có khi ta gặp người quen ta kêu về. Cũng đâu 2 năm rồi đó, ngoái năm nay đó. Ổng thì ổng cũng đi làm mướn ruộng đồ đó. Bả thì đó bây giờ chiếu. Có ngày chiếu mà giờ nghĩ là cũng con cháu vòng vòng đứa cho 50% xài ra gai đó. Gạo thì từ thiện chứ tao cho ăn hoài. Giờ mới đâu có nấu nướng gì được. Là ở trên ngoài thì có một nhỏ cháu nó đem cơm bún vô. Đây có bà chị em bà thứ 8 đó xách vô. Còn em thì đi tới lui coi vụ thuốc men cho bà. Bà có đau rồi gọi y sĩ lại chích thuốc. Nhận được lời kêu gọi của chị Trang, doanh nghiệp sản xuất cà phê Lý Phan ở quận Thốt Nốt đã đến thăm ông bà. Xúc động trước tình cảnh của ông bà, chị Lý Phan đã gọi thợ đến đóng ngay tấm la phong cắt nhiệt trần nhà. Chị Lý Phan còn lì xì cho ông bà cụ một khoản tiền để tiêu xài. Cử chỉ nhân hậu của chị Lý Phan thật chân tình và xúc động. Nhóm thợ gồm 3 người đến khảo sát xong đã nhận lời thi công. Trước tấm lòng của Lý Phan, 3 người thợ đều không nhận tiền công, họ muốn góp tay cùng Lý Phan thực hiện việc làm từ thiện đầy ý nghĩa này. Nam mô A Di Đà Phật. Điều thứ nhất thầy bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thứ thấp đáng dây con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, điều là
hoặc chớ mang trong lòng. Điều thứ hai thầy mong đệ tử tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dịu dắt nhau điểm tô công hoài phải thật tình với cả chung quanh, thiết thoại cam chịu đã đành, vô nhi phẩm vị thầy dành cho con. Điều thứ ba diễn toàn tạo tăng, đổi công nuôi lấy tâm thân, đừng ham mơ chuyện phi nhân gạt lường. Dù vàng bạc đầy dương tràn tô, cuộc trần này chưa đổi con ơi, ăn gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thánh thời linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật lục thập giai cố sức trao dồi, thật thà dương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ không sát sanh lòng thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chay máu hồng. Điều thứ năm quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô công, muôn việc đỡ bắt đầu sân nổ chân truyền chánh pháp đạo tràng, tập xong chữ nhận niết bàn không xa. Điều thứ sáu thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhớ vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng soi chờ búa đem sắm kinh tự cố thầy ban, học cho thân thuộc
điều thứ bảy quyết tâm công quả, an ủi người già cả tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức đó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi trong cõi trần hồng, mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, dù khổ lao chơi ngại trình, biết rằng con phải hy sinh. Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao. Đừng chấp việc nỗi cao rừng thắm, hay là đường muốn dặn gái chồng. Hãy con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành căn bản, giữ làm sao có bạn không thù. Từ nay con nhớ rằng tôi hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng nếu phải ép lòng. Không ham những chuyện mênh mông, vừa nó đủ ấm đèo bồng mà chi. Điều chốt hết mười ghi trăm nhớ, Phật pháp tăng con. Rồi cũng như là bây giờ tôi thay mặt cho chú ấy tôi, ổng giờ cũng bị già lẫn lộn quá rồi, thì bây giờ cảm ơn mấy anh em đã có lòng đến đây để mà giúp đỡ đóng lò phong nhà chú ấy tôi cho hai vợ chồng được mát mẻ. Tổ tiên dành phần con cháu ơi, đó những lời dạy bảo con ơi hãy khá ghi lòng. Bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng thế gian, nam mô